Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Khéo độ người dâu ác. Có một lần, Hòa Thượng đi Tây Đại Bá đến nhà ông trưởng khu Lưu Trung Cần mượn xe. Bởi ngay lúc nông dân bận rộn mùa màng nên bị từ chối. Sau đó Hòa Thượng cứu sống một em bé sắp chết, hóa độ một bà bất hiếu, biết sửa lỗi làm người mới nên cảm động ông khu trưởng. Hòa Thượng kể: Tôi nhớ trong thôn Đại Bá có người họ Lưu làm trưởng khu ở đó. Tôi đến nhà ông trưởng khu Lưu nói: Chùa đã lâu không tu sửa, hiện tại bắt đầu tu sửa, xin các ông trong thôn làng giúp đỡ, bỏ ra chút công sức tới giúp chùa. Trưởng khu nói: Hiện ngay là lúc gieo mạ, mỗi gia đình ai nấy đều rất bận rộn, nên chúng tôi không có thời gian tới chùa làm công quả được. Ngay lúc đó, có một người đàn bà nhìn qua cửa kiến rồi đi vào, mặt mày mếu máo nói: Con tôi chắc chết quá, thầy có cách nào cứu cho con của tôi không? Nếu như đứa nhỏ này lành bệnh, dù mọi người có bận đến mấy, họ cũng sẽ đem xe đến giúp chùa vận chuyển vật liệu. Tôi nói với bà ta rằng: Con của bà tại sao phải chết? Bà nói: Tôi không biết. Tôi nói: Vì bà không hiếu thuận với cha mẹ chồng, không hòa nhã với chị em dâu, cho nên con của bà mới chết. Nếu bà muốn nó không sao thì bà nhất định phải sám hối. Bà trước hết nên đến thắp hương trên bàn thờ Phật trong nhà, bài vị tổ tiên cũng phải thắp hương, sám hối, nói: Từ nay về sau, hứa sẽ hiếu thuận với cha mẹ chồng và hòa nhã với chị em dâu. Sau đó lại cha mẹ chồng nhận lỗi, nói với họ là sau này bà sẽ hiếu thuận với họ, không còn ngỗ nghịch nữa. Nếu bà thành tâm làm như vậy thì con của bà sẽ không sao. Vì lòng thương con nên bà ta làm y theo lời tôi dạy. Nhưng con bà vẫn hấp hối gần chết, không có chuyển biến gì. Bà ta hớt hơ hớt hải chạy đến gặp tôi. Tôi nói: Bà bồng đứa nhỏ tới cho tôi xem nào. Đó là một đứa bé trai khoảng 3-4 tuổi, mắt nhắm nghiền, miệng hả ra. Tôi vỗ lên đầu nó 3 cái nói: Được rồi. Thì lập tức đứa nhỏ hết bệnh, rồi nó mở mắt nhìn giáo giác. Không đầy vài phút sau là rời khỏi tay mẹ nó, chạy đi chơi. Vì vậy mà cả nhà ông trưởng khu Lưu đều quy y và phát tâm đem xe đến chở vật liệu. Cả thôn trang nhỏ này vốn chỉ có 13 cỗ xe, thế mà sáng sớm ngày hôm sau đã có 12 cỗ xe lục đục kéo đến chùa rồi. Đến chiều, khi họ quay về nhà thì có một cỗ xe bị tai nạn, chân con lừa bị thương. Người chủ xe này cảm thấy kỳ quái, tâm nghĩ: Làm chuyện cho chùa đáng lẽ phải có công đức, trái lại sao còn bị tai nạn. Ông ta nghĩ mãi không ra, chạy đến hỏi tôi: Ông thầy, đây là nguyên cớ gì vậy? Tôi nói với ông: Ông chớ có nóng nảy, tuy con lừa của ông bị thương nhưng không lâu sẽ khỏi, nó đã cứu mạng cho người nhà của ông rồi đó. Nghe nói như vậy, ông rất cảm động và quyết định ngày hôm sau lại đến chở vật liệu cho chùa. Sau khi phát sanh chuyện này, chúng tôi đến bất cứ thôn trang nào mượn xe chở vật liệu, họ đều vui vẻ, thậm chí còn tranh tới giúp trước, vì họ biết là làm công quả cho chùa sẽ được vô lượng công đức. Ghi chú: Bạch Ngọc Đường, anh ba của Hòa Thượng kể. Lúc sư phụ xuất gia ở Harbin, tôi có đến chùa Tam Duyên 2 lần. Lần đầu ở chùa hơn 20 ngày, lần thứ hai lưu lại chùa hơn 3 tháng. Cũng nhằm lúc chùa Tam Duyên chuẩn bị vật liệu cất lầu chánh điện và phòng xã ở phía đông. Hơn 10 ngày thầy An Từ làm Phật sự ở ngoài, và nay trở về với 20 mấy cỗ xe chở gỗ và vật liệu xây dựng khác do cư sĩ phát tâm cúng dường. Vì toàn là gỗ cây tròn nên cần phải cưa thành hình vuông và từng miếng mỏng. Tôi thấy không đủ nhân công nên mỗi ngày giúp thợ mộc cưa cây. Ngoài ra tôi còn phụ phân ra loại gỗ lớn nhỏ sắp ngay ngắn. Có lúc tôi cũng giúp nhà bếp nấu cơm và gói hoành thánh. Sau đó tôi không có dịp tới chùa nữa. Ha ha ha,